Ngày 25 tháng 8, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019. Đồng chí Phạm Tuấn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố dự chỉ đạo hội nghị. Năm học 2017-2018, quy mô giáo dục và mạng lưới trường lớp của thành phố phát triển đồng bộ, cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu học tập của học sinh. Toàn thành phố có 49 cơ sở giáo dục từ cấp mầm non đến trung học phổ thông, trong đó tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia là 97,6%, tỷ lệ trường mầm non tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 là 67,7%, chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học bậc học được nâng cao. Ở cấp học mầm non, tỷ lệ huy động trẻ ra lớp độ tuổi mẫu giáo đạt 91,7%, riêng trẻ 5 tuổi đạt 99,9%, tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 và học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đều đạt 100%. Công tác giáo dục mũi nhọn được các nhà trường quan tâm, duy trì và đạt hiệu quả tốt. Điển hình như một số đơn vị, trường trung học cơ sở Trần Quốc Toản, trung học cơ sở Phương Nam, trung học phổ thông Uông Bí. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được củng cố, tăng cường, cơ bản đủ về số lượng, chất lượng được nâng lên đáng kể. 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có trình độ chuẩn và trên chuẩn, trong đó tỷ lệ trên chuẩn là 82%. Hoạt động bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên môn từng bước được đổi mới. Toàn ngành đã chỉ đạo triển khai có hiệu quả, sáng tạo các cuộc vận động và phong trào thi đua, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, tích hợp các nội dung giáo dục địa phương, tham quan trải nghiệm vào chương trình dạy học. Phòng Giáo dục Đào tạo cũng đã chỉ đạo các đơn vị triển khai có hiệu quả đề án ngoại ngữ quốc gia, xây dựng các trường điểm về dạy và học tiếng Anh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục. Ghi nhận những thành tích của ngành giáo dục thành phố trong năm học 2017-2018, tại hội nghị đã có một tập thể, một cá nhân của ngành giáo dục thành phố vinh dự được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu cho 3 trường học trên địa bàn, 13 tập thể được tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 18 cá nhân được nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Tuấn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ghi nhận biểu dương những kết quả toàn diện trên các mặt công tác mà ngành giáo dục đào tạo thành phố đạt được trong năm học 2017-2018. Trong năm học tới, đồng chí yêu cầu ngành giáo dục, các nhà trường tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, duy trì kết quả giáo dục toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, quan tâm tạo điều kiện, nâng cao hơn nữa chất lượng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, rà soát, sắp xếp lại bộ máy, hệ thống trường lớp. Đồng chí cũng yêu cầu ngành giáo dục cần xây dựng lộ trình, phấn đấu đến năm 2020 có 80% trường mầm non, tiểu học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.